Mỹ Nam phim Quỳnh Dao bỏ vợ yêu trà xanh Trương Định. Trương Định là diễn viên gốc Đài Loan, nổi tiếng với nhiều phim như Trộm Long Tráo Phụng, Thần Y Đa Tình, Hoàng Phi Hậu và Thập Tam Di. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ bán hàng rong, Trương Định và các chị em gái từng phải ngủ dưới đất, bị người qua đường coi như ăn xin. Cô từng nói trong cuộc phỏng vấn rằng ao ước lớn nhất là kiếm được nhiều tiền. Lâm Thoại Dương, chồng Trương Định, từng là Mỹ Nam phim Quỳnh Dao như Một Thoáng Một Mơ, Hải Âu Phi Sứ, Bên Nhau Nơi Chân Trời. Anh là bạn diễn của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lưu Tuyết Hoa, Tiểu Đường, Trần Đức Dung. Năm 1999, sau khi chia tay nghiệp diễn, anh cùng một số người bạn Đài Loan chuyển sang thị trường đại lục đầu tư bất động sản và sáng lập công ty tư vấn bất động sản Tân Cát Dương Thượng Hải. Lâm Thoại Dương hiện đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Những năm gần đây, anh chung tay với vợ kinh doanh các sản phẩm hóa mỹ phẩm làm đẹp. Cả hai được xem là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Đài Loan với câu chuyện tình từng tốn không ít giấy mực của truyền thông. Và những ngày vừa qua, họ tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi công ty của Lâm Thoại Dương và Trương Định có liên quan đến ồn ào thuế, làm ăn bất minh. Cụ thể, công ty thương mại điện tử Jewel Thượng Hải của Lâm Thoại Dương và Trương Định gần đây bị cáo buộc sử dụng các tổ chức tài chính để rửa tiền, làm ăn kinh doanh đa cấp. Theo trang Citius, 400 nhân viên pháp lý đã được điều động để xử lý vụ việc này. Đội điều tra đặc biệt được thành lập đã tiến hành công việc điều tra trong 6 tháng qua để tìm hiểu những sai phạm của Jewel. Theo tờ Financial, quá trình điều tra cho thấy công ty thương mại điện tử Jewel Thượng Hải do bà Trương Định điều hành hiện có 12 cổ đông trực tiếp, 4 cổ đông cao nhất nắm giữ 87% cổ phần. Theo phân tích của tờ này, vợ chồng Trương Định đã rất khôn ngoan khi lựa chọn mô hình trên. Một mặt, vừa có thể nắm quyền kiểm soát công ty trong tay, mặt khác có thể tránh rủi ro vì tập trung vốn sở hữu cao. Bị cáo buộc làm việc phạm pháp, Lâm Thoại Dương khẳng định công ty làm ăn đúng pháp luật. Tuy nhiên hiện tại, tất cả các tài khoản xã hội của hai người và tài khoản công ty đều bị cấm. Ngay sau khi thông tin Lâm Thoại Dương và Trương Định bị điều tra và đóng băng tài sản gây xôn xao trên các mặt báo, Lâm Vũ, con trai Lâm Thoại Dương và vợ cũ Tằng Thiết Trinh viết trên mạng xã hội: "Năm 2021 là năm hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi làm việc đến nay. Cảm ơn các bạn đã nghiêm túc quan tâm đến công việc của tôi." Kèm theo bài viết, Lâm Vũ đăng nhiều hình ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè. Nhiều khán giả bình luận thái độ của Lâm Vũ với việc bố đẻ bị điều tra rất thờ ơ. Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí, Lâm Vũ cho biết, trong hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội, anh đã xóa tên bố mình vì không muốn bị soi mói thái quá. Anh cũng không quan tâm đến việc ông có bao nhiêu tiền và cả đời cũng không muốn biết điều đó. Nhiều bình luận nói vợ chồng Lâm Thoại Dương bị quả báo, thậm chí còn chúc mừng mẹ con Tằng Thiết Trinh đã trả được hận. Trước những bình phẩm này, bà mẹ đơn thân trả lời, bản thân không muốn bị kéo vào những rắc rối với chồng cũ. Tôi đã xem các bình luận của các bạn, mọi bài viết trên các phương tiện truyền thông không đại diện cho quan điểm của tôi. Các bình luận của mọi người cũng không đại diện cho cảm xúc của tôi. Tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn nhìn thấy những người xung quanh mình gặp khó khăn. Là một người mẹ, tôi luôn thận trọng làm gương cho con cái. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản của tôi trong cuộc sống. Cựu diễn viên Tằng Thiết Trinh từng yêu tài tử Lâm Thoại Dương tới mức từ bỏ sự nghiệp ở tuổi 20 để kết hôn, làm mẹ. Khi đó, Lâm Thoại Dương nói với Thiết Trinh, làng giải trí rất phức tạp, anh ủng hộ em không đóng phim nữa. Dù rất nhiều đồng nghiệp, tiền bối thuyết phục, Thiết Trinh vẫn không bận tâm, kiên quyết lui về làm hậu phương, sinh con trai Lâm Vũ cho chồng. Trong một lần Trương Định tới phim trường thăm bạn, cô bất ngờ ngã vào lý tình của đệ nhất Mỹ Nam xứ Đài. Năm 1998, giới truyền thông bắt gặp hình ảnh Trương Định và Lâm Thoại Dương cùng tay trong tay đi dạo ở Bắc Kinh. Với bằng chứng rõ ràng rành như vậy, cặp đôi này chẳng thể nào chối cãi được. Điều này khiến Trương Định mang danh tiểu tam, chen chân vào gia đình người khác và sự nghiệp của cả hai đều xuống dốc không phanh. Không ít người tỏ vẻ bất bình trước sự bội bạc của đệ nhất Mỹ Nam xứ Đài. Thậm chí, người đại diện của Lâm Thoại Dương cũng lên tiếng mỉa mai, yêu tinh nhện nhện quyến rũ Đường Tam Tạng. Trước áp lực dư luận, Trương Định mở cuộc họp báo, vừa nghẹn ngào, vừa rơi lệ thổ lộ. Tôi chẳng qua chỉ yêu một cách đơn thuần mà thôi, vì sao mọi người lại trở nên phức tạp như vậy? Cả đời này tôi sẽ không cưới Lâm Thoại Dương làm chồng. Tôi rất rõ ràng, tôi tuyệt đối không phải tiểu tam. Ngoài những câu nói sặc mùi phim tình cảm của Quỳnh Dao này, Trương Định còn bị chê trách là giả tạo khi vợ ngất liệm đi, được nhân viên công tác đỡ ra khỏi cuộc họp báo. Việc Tilda hóa thân thành nạn nhân tỏ vẻ mình còn thay tắm hơn bà cả bị phản bội, khiến công chúng ném đá tới tấp. Thế nhưng, dường như Lâm Thoại Dương lại vô cùng xúc động trước vẻ mảnh mai, yếu đuối, đậm chất trà xanh này. Chỉ trong vòng chưa tới 7 ngày, anh nhanh chóng xử lý thủ tục ly hôn để vợ và con dọn ra khỏi nhà riêng. Còn về Trương Định, dù đã khẳng định như đinh đóng cột rằng sẽ không kết hôn với Lâm Thoại Dương, nhưng giới truyền thông vẫn thường xuyên bắt gặp cặp đôi này thân mật bên nhau, chẳng qua chỉ không có một thân phận chính thức mà thôi. Báo chí giai đoạn đó đưa tin Tằng Thiết Trinh nhiều lần suy sụp, muốn tự tử khi phải vật lộn với cuộc sống và nuôi hai con. Cô từng tố cáo Trương Định là kẻ thứ ba khiến gia đình cô tan nhà nát cửa. Trong suốt 18 năm bên nhau, Lâm Thoại Dương kiên trì quỳ gối cầu hôn Trương Định 10 lần. Cuối cùng tới năm 2006, Trương Định phản bội lời thề năm xưa, chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai. Lâm Thoại Dương, Trương Định giàu cỡ nào trước khi bị đóng băng tài sản? Nhiều năm qua, cặp đôi kinh doanh phát đạt nhờ bán hàng đa cấp. Trước hết cần phải kể đến công ty trách nhiệm hữu hạn Jewel Thượng Hải, gọi tắt là TST, do hai vợ chồng cùng nhau quản lý.
Theo thông tin, TST được thành lập vào năm 2013 với sản phẩm chính là mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng. Với sự phát triển của các sàn thương mại điện tử, sản phẩm của TST trở thành mặt hàng bán chạy thuộc hàng top. Trang Sinchiu đưa tin, với mô hình đa cấp, cặp đôi này cá kiếm được một số tiền lên tới 30 tỷ tệ, tương đương 106.000 tỷ đồng. TST bành trướng khắp mọi nơi với hàng trăm đại lý và chi nhánh khắp Trung Quốc. Đáng chú ý, năm 2018, TST thậm chí còn đứng top 1 trong top công ty đóng thuế cao nhất Thượng Hải với số tiền khủng 2,1 tỷ tệ, tương đương 7.400 tỷ đồng. Có thể nói chỉ sau 8 năm thành lập, hai vợ chồng đã nắm trong tay đế chế đa cấp ngàn tỷ, khiến công chúng choáng nặng. Nhờ có TST, gia sản của hai vợ chồng người đẹp Võ Mỹ Nương truyền kỳ được ước tính lên tới hàng chục tỷ tệ, từ hàng chục tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Trương Đình chưa bao giờ giấu giếm sự giàu có của gia đình mình. Không khó để tìm ra những bài phỏng vấn, nữ diễn viên vui vẻ tiết lộ mình sở hữu vô số bất động sản rải rác khắp Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều nơi khác. Giá của mỗi căn biệt thự ít nhất là 20 triệu tệ, 71 tỷ đồng. Một trong những căn biệt thự siêu nổi tiếng của hai vợ chồng Thị Phi này có thể kể đến căn ở Thượng Hải, rộng tới 1.600 m2 và được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Nguồn tin cho hay, giá trị của căn biệt thự này lên tới 200 triệu tệ, 712 tỷ đồng. Trương Đình tự hào khoe, tôi thường dẫn bạn bè tới tụ tập, thú thật là đôi lúc mình cũng lạc trong chính căn nhà của mình. Trong một show truyền hình, người đẹp tiết lộ, nếu muốn vào tắm thì phải nhắn với bảo mẫu ở nhà chuẩn bị trước 2 tiếng, lý do là bởi vì phòng tắm quá rộng, nước tắm phải mất từng đó thời gian mới đầy. Trương Đình từng vung tay chi 1,7 tỷ tệ, 6.000 tỷ đồng để mua một tòa nhà văn phòng tại Thượng Hải, dành tặng hẳn một tầng cho người bạn thân Đào Hồng và một tầng cho người em thân thiết Minh Đạo. Ngoài ra còn có tin đồn cho biết Trương Đình trả cho các nhân viên tổng số 280 triệu tệ một tháng, gần 1.000 tỷ đồng. Thế mới thấy nữ diễn viên tiêu tiền kinh khủng tới nhường nào. Hiện tại nhiều khán giả đang vô cùng trông chờ kết quả điều tra về vợ chồng Lâm Thoại Dương.